Xin chào các bạn, mình là Nhân Văn Lộc và hôm nay mình soạn một cái giáo trình nữa, là một cái giáo trình huấn luyện lãnh đạo, một cái giáo trình để hướng dẫn như là một cái kiến thức bổ sung cho tất cả các bạn làm lãnh đạo và cũng như là những người muốn khát khao phát triển bản thân mình để lãnh đạo được cuộc đời mình, lãnh đạo được gia đình mình và cũng như là luôn luôn làm chủ cuộc đời mình, làm chủ cái quyền thể trị. Trong giao tiếp cũng như là trong các lĩnh vực trong cuộc sống. Thì hôm nay khi mà nhắc về cuốn giáo trình này thì các bạn sẽ bị ấn tượng bởi cái từ lãnh đạo, và Lộc tin chắc là các bạn kích vào video này để xem là chủ yếu để phát triển khả năng lãnh đạo của mình. Và thì trong giáo trình này thì mục đích lớn nhất của Lộc cũng là cố gắng giúp đỡ các bạn trong cái lĩnh vực đó. Thì có rất nhiều cách để các bạn phát triển được khả năng lãnh đạo của mình. Trước khi phát triển được lãnh đạo thì chúng ta phải định nghĩa về lãnh đạo là gì. Nếu chúng ta định nghĩa nó theo cách riêng của mình thì chúng ta sẽ phát triển nó theo cách mà chúng ta đã định nghĩa. Thì cho nên là trong cái bài đầu tiên mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn về lãnh đạo thì chúng ta phải định nghĩa lãnh đạo là cái gì. Trước khi để định nghĩa về lãnh đạo thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chân lý, đó là con người sinh ra để làm lãnh đạo. Tất cả chúng ta sinh ra để làm lãnh đạo. Các bạn sẽ thấy bất ngờ với cái công bố này của Lộc, bởi vì Đức Chúa Trời chép rằng là hãy tạo dựng nên loài người để cai trị muôn loài vạn vật, trong đó có loài cá biển, loài chim trời cũng như là các loài vật khác. Thì mình sẽ tra cho bạn câu kinh thánh, đó là câu kinh thánh trong sách Sáng Thế Ký. Và đây thì mình trích dẫn cho các bạn câu kinh thánh này là trong sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 26, là Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị hay là cai trị hay là cũng như là lãnh đạo loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng, loài bò trên mặt đất và khắp cả đất. Thì thật ra thì Chúa đã tạo chúng ta với cái quyền thể trị, quyền cai trị. Và các bạn biết rằng là trong cuộc sống thì chúng ta bố mẹ thì cai trị con cái, đúng không, ông bà thì cai trị gia đình rồi đấy. Thì chúng ta hiểu được như vậy, tất cả chúng ta sinh ra đều có một quyền cai trị, đều có quyền cai trị, chí ít là chúng ta sẽ cai trị trên loài vật trên khắp cả đất. Thì đó là cái quyền cai trị của chúng ta, để xác quyết cho các bạn biết rằng là chúng ta sinh ra đã có cái bản chất lãnh đạo trong con người của mình rồi. Chúng ta sinh ra để chọn lựa để làm lãnh đạo, thì đó là cái bản chất mà Chúa đã đặt để trong con người. Thì nói như vậy để các bạn ý thức rằng việc học lãnh đạo, cái tầm quan trọng của cái việc nâng cao cái khả năng lãnh đạo của bạn là nó quan trọng thế nào, thì các bạn có thể hình dung ra được. Thì kiểu gì thì kiểu trong cuộc sống này các bạn vẫn phải lãnh đạo, không lãnh đạo người này thì lãnh đạo người khác, không lãnh đạo được trong xã hội thì ít nhất cũng lãnh đạo được con cái của mình. Thì cái phần quan trọng nhất chúng ta phải học trong lãnh đạo, chúng ta sẽ định nghĩa lãnh đạo là gì, đúng không? Định nghĩa lãnh đạo là gì thì có rất nhiều cái định nghĩa khác nhau. Ví dụ như tao là bố mày thì mày phải nghe tao, đúng không? Tao được bầu lên vị trí này, hay là tao là ở cái vị trí này thì chúng mày phải nghe tao, hay là đến là lãnh đạo như vậy. Thì có những người khác thì lại định nghĩa lãnh đạo là lãnh đạo là người cầm quyền, là người cầm quyền. Có những người khác lại nói là khác là lãnh đạo là người dẫn dắt, hay là người chỉ đường, hay là có những người nói là lãnh đạo là người đưa ra quyết định. Lãnh đạo là những người có cái quyền để sai khiến người khác. Thì chung quy là có rất nhiều cái định nghĩa về lãnh đạo, nhưng hôm nay mình muốn các bạn phải định nghĩa lãnh đạo theo đúng với cái nghĩa của nó, theo đúng với nghĩa của nó. Thì lãnh đạo có ba đặc điểm, ba yếu tố quan trọng để định nghĩa, để hình thành, để cấu thành nên một lãnh đạo. Và cái định nghĩa này là dành cho một lãnh đạo thành công. Thì cái cấu thành thứ nhất là các bạn phải có lãnh đạo là người gây ảnh hưởng. Thì có một số người nói là tôi không thể gây ảnh hưởng được. Thực ra các bạn có, chí ít là các bạn có thể gây ảnh hưởng cho hàng xóm, anh em, bạn bè, gia đình, con cái của mình qua các lời khuyên, qua các lời chỉ bảo, qua các kiến thức của bạn biết. Ví dụ như bạn biết về sửa chữa điện thoại, đúng không? Bạn biết về sửa chữa điện thoại thì người khác không biết, đúng không? Thì bạn khi bạn nói là cái điện thoại của anh bị như thế này là do con này nó chết, con kia nó hỏng, thì cái người kia họ không biết gì cả, nên buộc họ phải nghe bạn, đúng không? Họ phải chịu sự ảnh hưởng của bạn, thì khi đó bạn đang làm lãnh đạo rồi. Thì đó là lãnh đạo là gây ảnh hưởng. Thì có một số người nói là bây giờ là mà tôi đang làm lãnh đạo, dưới tôi có 10 nhân viên, mà tôi nói họ thường không chịu sự ảnh hưởng của tôi, hoặc là họ chịu sự ảnh hưởng của tôi, họ rất là khó chịu, họ rất là cảm thấy rất là khó khăn, tôi cảm thấy rất là bực mình khi mà phải lãnh đạo họ. Thì cái người mà lãnh đạo mà lại không sử dụng được quyền lãnh đạo của mình thì người đấy gọi là người không thể gây ảnh hưởng,
tức là bị mất quyền ảnh hưởng. Thì cuộc thế này cho buộc lên buộc buộc người lãnh đạo, đấy là người lãnh đạo có vị trí thôi, thì buộc người đó phải làm một việc, nó phải tạo ra ảnh hưởng, tạo ra ảnh hưởng. Thế giờ bạn không thể đến nói người ta là bây giờ tôi là lãnh đạo của anh không nghe tôi, nói như vậy thì người ta càng không nghe mình. Cho nên là các bạn phải lãnh đạo đấy thì các bạn phải tạo ra ảnh hưởng bằng cách là các bạn phải giỏi hơn người ta, phải có giá trị tốt hơn và tất cả mọi thứ phải tốt hơn, hoặc là các bạn phải trở thành một cái hình mẫu, trở thành một cái khuôn cho người ta noi theo, và trở thành người tuyệt vời, trở thành một người mà sử dụng lương tri, sử dụng tâm hồn mình, trái tim của mình để cảm hóa con người ta, thì sẽ phát triển được sự lãnh đạo của mình, sẽ phát triển sự lãnh đạo của mình. Thì thật ra cái việc tạo ra ảnh hưởng này nó rất là khó khăn, nhưng mà các bạn phải cố gắng để làm, và trong các bài tiếp theo nó sẽ triển khai các bạn các cách để tạo ra sự ảnh hưởng. Trong thời gian vừa qua thì các bạn biết là ví dụ như một cô ca sĩ hay một anh ca sĩ hay là một người diễn viên hay là một nhân vật nổi tiếng nào đó, họ thực hiện một cái hành động nào đó, hay là ăn mặc, hay là cách họ nói, hay là câu nói của họ và người khác học theo, thì đó là một cách tạo ra ảnh hưởng rồi, tạo ra ảnh hưởng rồi. Vì cho nên là những hành động tốt, những điều đẹp, những điều nhiều người biết đến, nhiều người nhắc tới, thì dễ trở thành hình mẫu, dễ trở thành hình tượng, và người ta dễ bị ảnh hưởng vào điều đó. Và bật mí các bạn là con người rất hay đi tìm hình mẫu, hay đi tìm mẫu để noi, để học theo, để bắt chước theo. Đấy là bản năng của con người nữa, đấy là một bản năng con người, nên là tạo ra ảnh hưởng nếu biết cách thì cũng không khó lắm. Thì đó là định nghĩa quan trọng nhất, là người lãnh đạo là người phải gây được ảnh hưởng, phải gây ảnh hưởng. Bạn phải có sức thuyết phục khi bạn nói, lời nói của bạn có trọng lượng, được lắng nghe, được chấp nhận. Ví dụ bạn có cái điện thoại thì bạn điều khiển cái điện thoại nó theo bạn rồi, thì nó nói làm gì, đúng không? Nhưng mà lãnh đạo con người nghe theo mình, đúng không? Mình nói và họ làm theo mình, họ vui lòng làm theo mình, họ vui lòng làm những gì mình nói, thì đó là người gây ảnh hưởng rất là tốt. Thì đó là định nghĩa thứ nhất. Định nghĩa thứ hai là người lãnh đạo là người dẫn dắt đi từ. Định nghĩa thứ hai là định nghĩa là người lãnh đạo phải là người dẫn dắt cái cộng đồng mình đang lãnh đạo đó phải đi từ xấu đến tốt, đi từ A đến B, đi từ điểm yếu đến điểm mạnh, đi từ điểm thấp đến điểm cao, đi từ nơi thấp đến nơi cao, đi từ những điều không hay đến điều đi từ những điều tồi tệ đến điều tốt đẹp, thì đó là người lãnh đạo thành công. Còn người lãnh đạo thất bại thì sẽ đi ngược lại, sẽ đi từ đang mạnh chuyển thành yếu, đúng không? Đang giàu có chuyển thành nghèo khó, thì đó là người lãnh đạo thất bại. Thì đó là cái định nghĩa thứ hai cho cái lãnh đạo, phải dẫn dắt được cộng đồng của mình đi từ thấp lên cao, chứ không phải là đi từ cao xuống thấp, người đấy là người lãnh đạo thất bại. Người lãnh đạo thất bại thì mới đi ngược lại. Thì đó là cái định nghĩa thứ hai. Định nghĩa này thì các bạn rất dễ hiểu rồi, đúng không? Người khác bầu bạn lên làm lãnh đạo là người ta ước mong cuộc sống sẽ tốt hơn thì người ta mới bầu bạn làm lãnh đạo, hoặc là cấp trên bổ nhiệm bạn xuống làm lãnh đạo ở cái chỗ này vì họ hy vọng rằng bạn sẽ làm cho cái cộng đồng đó được tốt lên. Thì đó là cái hy vọng của lãnh đạo. Thì bây giờ hãy sang một cái cuối cùng là cái định nghĩa cho cái lãnh đạo này, đó là người lãnh đạo. Lãnh đạo là người chịu nhiều trách nhiệm nhất. Định nghĩa này nói cho các bạn để cho các bạn hình dung ra được là có rất nhiều người lãnh đạo hay đổ lỗi cho nhân viên, hay đổ lỗi cho cấp dưới. Và Lộc cũng xin chia sẻ luôn, những người lãnh đạo hay thoái thác như vậy là những người lãnh đạo vô trách nhiệm, không xứng đáng làm lãnh đạo, những người lãnh đạo vứt đi. Những người lãnh đạo tốt, những người lãnh đạo tuyệt vời là những người biết sai và sửa, luôn luôn nhận trách nhiệm về mình. Một cộng đồng, một đội nhóm, một tập thể thành công hay thất bại, đi lên hay đi xuống, đạt được thành tích hay không đạt được thành tích, đạt được thành tích hay không đạt được thành tích, thì phụ thuộc hơn 80% vào lãnh đạo. Phần lớn là phụ thuộc vào lãnh đạo, hơn 80% phụ thuộc vào lãnh đạo, tất cả là do lãnh đạo nhiều nhất. Để kể cho các bạn nghe một câu chuyện trong sự tích của Trạng Quỳnh. Nịnh thần mới nói với vua rằng là chơi dao sắc thì có ngày đứt tay. Trạng Quỳnh quá giỏi, vua cứ dùng thì sẽ không hay, nên là sứ vua là phải ép Trạng Quỳnh tử quan, ép Trạng Quỳnh tử quan. Thì Nịnh thần mới cho vua một kế hoạch, đó là sai mấy chục thanh niên khỏe mạnh đến
buộc dây thừng và kéo sập nhà của Trạng Quỳnh, kéo sập nhà của Trạng Quỳnh theo ý vua, để khi nhà sập rồi thì không có chỗ ở kinh thành nữa thì phải về quê. Thì đó là cái mưu của Quản Lịnh Thần. Thì Trạng Quỳnh rất là thông minh, khi nhìn thấy mấy người chục người trai trẻ này đến thì các người trai trẻ này mới thưa với Trạng Quỳnh là có lệnh của vua là đến kéo sập nhà quan. Thì Trạng Quỳnh hiểu ý ngay, thì Trạng Quỳnh mới nghĩ một lúc và Trạng Quỳnh mới nói là lệnh của vua là kéo sập nhà là hô hào, nhưng lệnh của vua không không chép rằng là các ngươi sẽ được hô hào, sẽ được hô hào à, các ngươi mà hô hào xử từng thằng một à. Thì khi nghe thấy điều đấy thì những thanh niên sợ, sợ Trạng Quỳnh, thì đúng là lệnh vua không cho hô hào thật. Thì tất cả buộc dây thừng xong thì mỗi người một đầu dây và xếp hàng nín lặng và kéo. Nhưng các bạn biết rằng là khi các bạn muốn kéo, muốn làm một cái việc gì tập thể đúng không, thì phải có người đứng ra hô 1, 2, 3 kéo đúng không, hay là phải có một người ra chỉ huy phất cờ hoặc là ra dấu đúng nhịp thì mới kéo, thì cái nhà nó mới sập được. Nhưng mà bây giờ Trạng Quỳnh dùng cái mưu rất là khôn là không cho hô hào gì cả, tức là không cho ai làm lãnh đạo cả, tự cầm lên mà kéo. Thì cho nên là mỗi người, người kéo trước, kẻ kéo sau, kẻ kéo tới, kẻ con đu kéo như vậy thì bao giờ nhà mới đổ được. Thế cho nên là Trạng Quỳnh đã thắng trong cái sự khôn ngoan của mình. Tưởng tượng ra được người lãnh đạo nó quan trọng như thế nào. Người lãnh đạo vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Và không bao giờ các bạn được đánh giá thấp sự lãnh đạo. Và nếu như bạn đánh giá thấp sự lãnh đạo thì chắc chắn bạn sẽ lãnh đạo thất bại. Và khi bạn lãnh đạo thất bại thì kết quả thất bại sẽ chính là bạn phải người chịu đau đớn nhất, bạn phải chịu đau đớn nhất, hối tiếc nhất. Tất cả những người lãnh đạo hèn kém, hèn yếu đều khiến cho cộng đồng của mình đi xuống, đều khiến cho cộng đồng của mình thất bại và không thể đến đến thành công được. Thì đó là ba cái định nghĩa về lãnh đạo. Các bạn phải nhớ một cái chân lý đầu tiên, đó là Ngọc muốn chia sẻ với các bạn, đó là lãnh đạo nó chính là bản năng của bạn. Bạn sinh ra không lãnh đạo cái này thì phải lãnh đạo cái khác, không ở lĩnh vực này thì phải ở lĩnh vực khác, không ở ngoài đường thì sẽ ở trong gia đình, không phải ở thế giới thì hay là đất nước thì sẽ ở trong làng xóm láng giềng của bạn. Bạn sẽ vẫn có khả năng gây ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn. Thì đó là lãnh đạo là bản năng. Và định nghĩa đúng về lãnh đạo là lãnh đạo phải là người gây ảnh hưởng. Muốn gây ảnh hưởng thì các bạn phải tạo ra ảnh hưởng. Thì tạo ra ảnh hưởng là ta sẽ học trong các bài sau. Và người lãnh đạo phải là người dẫn dắt cộng đồng đi nên tốt hơn, đi tốt hơn chứ phải đi ngược lại. Và người lãnh đạo luôn luôn chịu trách nhiệm, là người chịu trách nhiệm nhiều nhất. Thì phần cuối Lộc muốn nói, thì phần cuối thì Lộc muốn trả lời cho coi câu hỏi của các bạn. Có một số các bạn nói rằng là lãnh đạo thì có phải là người quan trọng nhất không? Có phải người quan trọng nhất không? Thì Lộc nói thật với các bạn, lãnh đạo là rất quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất, không phải quan trọng nhất. Thế nên là có rất nhiều người khi được đặt làm lãnh đạo họ rất kiêu ngạo, tinh tướng, ra oai, ta đây. Cho nên là bởi vì họ định nghĩa sai, lãnh đạo là người chịu trách nhiệm nhiều nhất nhưng không phải là người quan trọng nhất, không phải người quan trọng nhất, chịu trách nhiệm nhiều nhất không phải là quan trọng nhất. Bởi vì nếu như một cái phân xưởng này phải có người cắt gọt, phải có người mài, phải có người đánh bóng, phải có người đóng hàng và có người nhập kho đúng không? Thế giờ ông không có những người đấy thì làm sao ông lãnh đạo ai đúng không? Ông có ai mà lãnh đạo? Lãnh đạo chịu nhiều trách nhiệm nhất. Bởi vì sao? Bởi vì không có lãnh đạo thì những cái thành viên trong cái nhóm của bạn, trong cái tổ của bạn, họ không biết phải làm gì. Và họ không có ai sắp xếp công việc cho họ thì họ không thể phát huy hết cái khả năng của họ, không thể phát huy hết cái tài năng của họ. Cho nên là lãnh đạo rất là quan trọng và lãnh đạo phải chịu rất nhiều trách nhiệm. Nên lương của lãnh đạo rất cao nhưng lãnh đạo không phải là người quan trọng nhất. Tất cả chúng ta đều là quan trọng bằng nhau, quan trọng bằng nhau. Chỉ là họ chịu trách nhiệm nhiều hơn nên họ được lương cao hơn thôi. Họ chịu trách nhiệm hơn nên phần thưởng họ sẽ nhiều hơn. Nói đến để các bạn hiểu, tất cả ân tứ, tất cả khả năng sẽ không hoạt động tốt, sẽ không hoạt động tốt nếu như không có lãnh đạo, không có lãnh đạo, đúng không? Mấy chục thanh niên rất là khỏe, không thể kéo sập nhà được nếu như không có người đứng ra hô, cũng như vậy. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng mình là lãnh đạo thì mình là người cao trọng nhất, không phải như vậy. Thì đó là cái phần định nghĩa đầu tiên cho phần lãnh đạo là gì trong cuốn giáo trình này. Thì nó ước mong là nó đã chia sẻ một cái gì đó hữu ích cho các bạn. Và trong các bài tiếp theo thì chúng ta sẽ học tiếp
để làm sao chúng ta sẽ trở thành người tạo ra ảnh hưởng tốt và người gây ảnh hưởng thành công, và sẽ giúp, sẽ dẫn dắt được cộng đồng mình đến thành công. Và cuối cùng là làm sao để chúng ta nhận được nhiều thành quả nhất trong công việc của mình, trong cái lãnh đạo của mình, chứ không phải là nhiều kết quả xấu. Hay là luôn luôn chịu những hậu quả của những trách nhiệm nặng nề và đau đớn. Thì đó là cái bài đầu tiên này. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Và nếu như bạn có câu hỏi nào muốn bàn rộng thêm về ba cái định nghĩa này, thì các bạn hãy đặt câu hỏi bên dưới. Và các bạn đặt càng nhiều câu hỏi càng tốt, thì có khoảng tầm một vài câu hỏi nhiều thì Lộc sẽ làm đủ một cái vlog để bàn luận, thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ sâu sắc hơn. Thì đó là cái gì mà Lộc muốn chia sẻ, và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.